Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ À thưa các bạn, trong các video trước đây thì Kiều Anh đã chia sẻ tới mọi người công dụng của nước hồng sâm nhung hươu Dijungbuk đến từ Hàn Quốc, à, tốt với sức khỏe của chúng ta như thế nào, cũng như là việc sản phẩm này hỗ trợ tăng cường thể lực, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa một số căn bệnh nhất định, cũng như là hỗ trợ làm đẹp vô cùng hiệu quả. À vâng, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì chắc chắn là ai cũng muốn sử dụng rồi đúng không ạ? tuy nhiên hiện nay trên thị trường thì xuất hiện rất nhiều sản phẩm hàng giả hàng nhái ở theo sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thế nên là khi sử dụng thì khiến nhiều người tiêu dùng trở nên lo lắng sử dụng hàng giả hàng nhái không chỉ khiến khách hàng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mà còn khiến cho khách hàng mất tiền oan mặc dù sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc được làm nhái ngày một tinh vi hơn tuy nhiên thì cũng có những chi tiết để chúng ta có thể nhận biết hàng chính hãng và những chi tiết ở dưới đây thì sẽ giúp cho các bạn phần nào có thêm thông tin nhận biết hàng thật hàng giả cũng như là dễ dàng tránh phải hàng giả hơn. ở à, thứ nhất chúng ta có thể nhận biết hàng thật hàng giả qua logo của sản phẩm. ở à, như các bạn có thể thấy hiện tại bên cạnh kiều oanh đang là sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu đến từ hàn quốc. thì à, như chúng ta thấy với một hộp lớn như này ở phía bên ngoài chúng ta có thể nhận biết sản phẩm thật giả qua logo. ở à, thứ nhất chúng ta có thể là nhận biết qua logo của nhà tài trợ samsung thứ hai chúng ta có thể nhận biết thêm nữa là về logo chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đấy ạ thì với một hộp bên ngoài như thế này thì đã có in sản phẩm rồi thì đến kể cả hộp nhỏ như thế này ở bên trong cũng vẫn sẽ có in những logo như thế này ở thứ hai chúng ta có thể nhận biết sản phẩm thật giả thông qua mã vạch với mã vạch như thế này thì chúng ta có thể kiểm tra thông tin xuất xứ của sản phẩm ở ngay trên điện thoại bằng cách là trách mã vạch này À, với phần mềm trách mã vạch thì chúng ta có thể tìm hiểu được hết toàn bộ thông tin Cũng như thành phần công dụng xuất xứ từ đâu à, Ngoài ra thì sản phẩm chính hãng bên cạnh mã vạch ở như, trong như thế này Thì ngay cả bên ngoài sản phẩm Thì cũng sẽ có thêm mã vạch để các bạn có thể kiểm tra cũng như là kiểm chứng sản phẩm à, Ngoài ra nữa thì với một sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc chính hãng Thì khi các bạn mở hộp ra với một gói nước hồng sâm nhung hiêu bên trong như thế này thì điều đầu tiên để dễ dàng nhận biết đó là vỏ gói sẽ có màu ánh vàng đồng như thế này. Ngoài ra thì ngay bên dưới thân vỏ cũng sẽ có in hạn sử dụng để các bạn có thể là dễ dàng nhận biết hơn. Ở bên cạnh đó thì ngay cả một gói nhỏ như thế này cũng vẫn sẽ có những logo như kiểu anh vừa kể trên. Từ logo nhà sản xuất, uh, mã vạch cho đến là logo chứng nhận sản phẩm. Ở ngoài ra thì một điều đặc biệt nữa để các bạn có thể là an tâm để mua được hàng chính hãng đó là khi chọn mua sản phẩm nước hồng sâm nhung hiu riêng búc đến từ hàn quốc này thì các bạn nên chọn mua sản phẩm ở những địa chỉ uy tín chính hãng ờ, và ngoài ra thì trong quá trình các bạn mua sản phẩm và sau khi dùng sản phẩm thì cũng sẽ nhận được sự quan tâm cũng như là tư vấn chăm sóc khách hàng đến từ nhân viên của hệ thống đó ở hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh vừa chia sẻ trên đây thì sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lựa chọn sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hươu chính hãng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hươu đến từ Hàn Quốc. Ở hoặc quý vị cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!